Cảm ơn tất cả mọi người. Sẵn đây thì tôi cũng kể luôn là từ nhỏ tất cả mọi người ở đây đều nghe những cái câu chuyện mà truyền thuyết, câu chuyện cổ tích của Việt Nam mình. Có những cái có thể có thật, cũng có những cái không có thật. Nhưng mà nói chung là hên xui. Đúng không? Hên xui. Tại vì ai nói gì mình nghe vậy? Có thể là người ta thấy mà mình không thấy. Nhưng mà người ta nói chưa chắc là cái gì thật. Giống như cái câu chuyện Thánh Giống nè. Anh biết câu chuyện Thánh Giống đúng không? Biết, anh biết, biết. Tất cả mọi người ở đây biết câu chuyện Thánh Giống đúng không? À, anh nói nó có thật không? Anh, tất cả mọi người Việt Nam đều biết câu chuyện đó. Nếu người ta biết là có thật rồi. À, vậy anh, nhưng mà anh không có tận mắt chứng kiến cái câu chuyện nó xảy ra. Anh có biết lúc đó xảy ra làm sao? Ờ, anh không biết. Đó. Em biết không? Anh không biết, em biết không? Không biết. Tất cả mọi người ở đây cùng với anh Phong Lê là không biết. Nhưng mà em á, bản thân em nè, em chắc chắn một em biết, điều. Em biết hả? Em cũng không biết. Em chắc chắn một điều là em không biết mà. Rồi. Nhưng mà mình không biết á thì mình có thể tưởng tượng ra. Mình tưởng tượng ra được. Đó, bây giờ tôi tưởng tượng ra ví dụ như có một cái câu chuyện nó cũng có ở cái thời đó, nó song song với cái câu chuyện Thánh Giống. À, các bạn hãy đón xem cái kịch Thánh Dốc nha. Thánh Dốc. Chuyện vui mà giống là Thánh Dốc. À, mời các bạn đón xem nha. Thánh Dốc. Cái số của tôi nó khổ dữ vậy nè trời ơi. Chiến tới trả tranh. Giặc Ân nó đánh tới nơi rồi. Chồng á, chết bao nhiêu năm nay ở chiến trường. Có mỗi thằng con trai được 2-3 tuổi. Bây giờ nó đi mà nó không biết đi. Mà nó nói mà nó cũng chả biết nói. Thì cũng chả biết như thế nào có thể cứu nước và giúp dân ra được đây hả trời. Mẹ. Gì vậy con trai? À, hôm nay nhà mình có ma hả trời? Giọng của đứa nào mà ấm thế không biết. Mẹ, con nè. À, con trai của mẹ à? Hôm nay con biết nói tới mẹ rồi á. Trời ơi, lại Phật hiển linh nè. Trời ơi, thương xót con tôi. Nó biết nói tới mẹ đẻ rồi đây mẹ, này. Con đã biết nói từ lâu rồi. À, con biết nói lâu mà tại sao con không nói? Con á mà biết đi biết nói là mẹ bắt con làm việc nhà sao? Mày là con tao, mày không thương tao hay gì mà tao mày phụ tao một tí mà mày lại nói là mày... Con nên để dành sức để đi đánh giặc. Mày mới có 3 tuổi đầu thôi con ơi. Bố mày chết ở chiến trường cách đây mấy năm rồi. Mà mày giờ mày đòi đi chiến tranh. Tao thì có mỗi một mình mày. Mày ra ngoài đó chúng nó đá mày một phát là mày chết rồi. Chứ đừng nói tới nó chém đấy mày. Con không có chết đâu. Con á là con của trời. Trời xanh con ra là đi đánh giặc, cứu dân cứu nước đó. Bây giờ mẹ ra ngoài kia kêu ông quân sĩ vô đây nói chuyện với con. Thôi, tao có một mình mày, mày mà chết rồi tao sống với ai? Bây giờ mẹ không đi kêu ông quân sĩ vô đây á, con ngồi đây á, khỏi nói luôn á. Thôi được rồi, tao sợ mày rồi đó. Mày ngồi yên nó đi rồi tao ra tao kêu ổng vô cho mày. Mẹ ngoan quá. Chú ơi, vô đây nè chú. Đâu? Con trai lớn của bà đâu? Em quân sĩ. À ha, con trai nhỏ của bà hả? Công nhận á, nó nhỏ nó dễ thương thiệt. Nhưng mà sao nó hổn quá vậy? Em quân sĩ, hôm nay ai hổn? Chú nói cho cháu biết nha. Nội á, cháu kêu chú bằng ông á, cháu đã hổn rồi. Đúng không? Còn bà nữa, tôi thấy bà trẻ quá mà. Bà đẹp quá mà. Sao bà có con đủ tuổi đi lính hay vậy? Bà hư sớm. Tôi không có muốn đâu. Gia tài của mỗi thằng con 3 tuổi đó chứ. Ê ông quân sĩ, ông nghe tôi nói nè. Ông á, hãy về tâu với vua là hãy kêu dân đem cho tôi đến 200 kg gạo, nấu 200 nồi cơm và giết 40 con bò để tôi ăn bò lúc lắc. Rồi tôi sẽ khỏe mạnh, lớn thành một thằng khổng lồ. Rồi tôi sẽ lãnh đạo toàn quân đi đánh giặc, nghe không?
Có nghe con bà nói vô thiệt á, con bà đưa vô mai mốt mà đưa nó vô nó diễn hài là diễn tới luôn á. Chú nói cho con nghe nè, nhưng mà giỡn cái gì á thì giỡn được, cái này là chuyện của quốc gia, con không có đem ra con giỡn được, con hiểu không? Ê bác sĩ, ông mới về nói với ông vua là muốn có người đánh giặc á thì hãy đem đồ ăn tới và làm một cây roi bằng sắt nặng 100 kg và một con ngựa lớn bằng cái nhà, rồi tôi sẽ đi phá tan tụi giặc, biết không? Rồi, nghe rồi, biết rồi, đa quá. Ơi, chú hứa với nó đi, chứ từ nhỏ tới giờ nó đâu có biết nói mà nó cũng có biết đi đâu. Hồi nãy nó đang nằm ở đây nó nghe chú rao á, nó mới kêu tôi ra kêu chú vô, chú tin tôi đi, nào giờ tôi có biết gạt ai đâu. Bà nói hay quá, nó mới biết nói lấy gì nó gạt ai. Ê quân sĩ, bây giờ sao? Có đi tù với vua không? Nếu không á, tôi bẻ gãy hai ngón tay của ông á, khỏi ăn cơm luôn nha. Trời ơi, bé mạnh quá, tao gồng hết nổi rồi. Giờ chú đi nha. Đau quá, sao là bính đây. Mẹ, mày thấy không? Cái người gì đâu mà phải dùng sức lực mà họ mới nghe được. Ông cha quân sĩ này làm gì tới bây giờ mà chưa nghe tin vậy? Không biết ông có đi tâu với ông vua hay không nữa. Nhưng mà chẳng lẽ ông nghe cái câu chuyện mình kỳ lạ quá, ông không có dám nói cho ông vua biết. Thiệt là đúng là có lòng mà không có sức. Nhà mình thì nghèo, sữa Vinamilk sắp hết rồi, bây giờ làm sao mà có đồ ăn để mình ăn, để mình có sức đi đánh giặc đây. Cha cưng ơi, con quét nhà cho mẹ chưa hả? Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con á là con của ông trời, cái tay của con á là để đi đánh giặc chứ không phải đi cầm chổi quét nhà. Mẹ quên, khổ ghê á. Ê mẹ, mẹ có nghe tin về cái ông quân sĩ và ông vua không? Có. Mẹ quên là mẹ có hỏi giùm cho con rồi, nhưng mà mình mẹ nghe được cái tin á là ở bên cái làng bên á có cái thằng đó, hình như là nó tên Giống thì phải. Thằng Giống á nó lấy có một nửa điều kiện mà con đưa ra cho ông vua thôi, nên ông vua ổng ký hợp đồng với nó rồi. Thôi coi như con với mẹ mất mối rồi đó con trai à. Tại sao mũi đi thuốc sát trùng xong rồi, chúng ta đã làm xong cái công cuộc khử trùng, bây giờ chúng ta phải băng bó vết thương lại cho anh ta.